Xin uh, kính chào anh em và các bạn Đây là chiếc đồng hồ Royal Loại uh, Rainbow The Opposition Dating Chiếc đồng hồ có phong cách Bizen viền trẻ su Mạ vàng Dây hạt na đề mi Mạ vàng Núm cũng uh, đúng được mạ vàng. Đồng hồ có mặt số trắng, vân ánh sáng, ba kim, lịch phóng to góc 3 giờ, à, các điểm chỉ giờ đính đá và cũng tại các điểm chỉ giờ có thêm các chấm dạ quang, ba kim có dạ quang. Chiếc đồng hồ có kích thước bề rộng 36 mm chiều này 44mm trước à, cải núm điểm bắt đai là 20mm sấp xỉ 20mm Đấy. đồng hồ có khóa gập bấm hai lớp đây là chiếc uh, Ryan được sản xuất bởi Giasic Seic là một cái đơn vị uh, chuyên sản xuất cái hàng nội địa cho thị trường Nhật Bản. Phía nắp sau là nắp ren xoáy, chịu nước được 10 ATM. Đây các bạn nhìn thấy dây của đồng hồ này, rất tuyệt vời. Dây đúc. Rất tuyệt vời. Đồng hồ này chưa hề sử dụng, dây vẫn dài nguyên đủ cho người có cổ tay khoảng 20 cm chu vi đeo thoải mái. Đây là hàng JASIS loại loại ROEON dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Đồng hồ tổng quan mới khoảng 99% chưa sử dụng. Đồng hồ dành cho nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.